Những người thực hiện chương trình Tuấn Anh và Quỳnh Như xin chân thành cảm ơn quý khán giả và bà con đã dành nhiều tình cảm cho bản tin 365 ngày chuyển động. Rất vui được đồng hành và chia sẻ những thông tin hay, thú vị, thiết thực về lĩnh vực nông nghiệp gửi đến bà con. Sau đây là những thông tin đáng chú ý, mời quý vị và bà con cùng điểm qua. Cùng tìm hiểu thông tin về heo và gà, hai loại vật nuôi bổ sung nhiều thực phẩm trong ngày Tết, hiện nay giá cả như thế nào? Kỷ lục giá dừa khô từ trước đến nay khiến cuộc sống bà con không thể ngồi yên. Để giúp ngành nông nghiệp Lâm Đồng tăng trưởng nhanh, năm 2019, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển chuỗi liên kết giá trị nông sản. Đà Lạt luôn là điểm dừng chân yêu thích của nhiều người, nhưng nơi đây xuất hiện thêm nhiều dịch vụ kết hợp càng khiến nhiều người mãi mê không muốn rời. Mình như biết không, chỉ còn nửa tháng nữa là mình đã đến Tết rồi. Hiện nay thì chắc là bà con trồng trọt chăn nuôi những thực phẩm nào mà có xuất hiện nhiều, được thị trường mọi năm ưa chuộng, đang rất là hớn hở để xuất bán đây. Hy vọng là loại nào cũng sẽ được mùa được giá để mà bà con vui tươi, tiếp tục chăn thả xuống giống những vụ mùa mới nữa. Không biết những loại thực phẩm khác thì sao chứ mà thịt gà, thịt heo những ngày gần Tết thì giá đã tăng. Nhưng loại nào tăng nhiều hút hàng hơn thì mời bà con cùng tìm hiểu. Tại tỉnh Đồng Nai, một trong những thủ phủ heo của cả nước, cuối tuần rồi giá heo hơi trên địa bàn tỉnh này có xu hướng tăng lên và hiện đã ở mức 48-49.500 đồng một ký. Ở miền Bắc, giá heo hơi cũng đã tăng lên mức tương tự từ 45-49.000 đồng một ký. Trong năm 2018, do giá heo hơi luôn ở mức tốt nên nhiều trang trại đã mạnh dạn tái đàn, mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên mấy ngày qua, do lo ngại về tình hình dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, đã xuất hiện tâm lý bán chạy heo ở nhiều trang trại. Điều này sẽ khiến cho từ nay đến sát Tết, giá heo hơi tiếp tục tăng lên nhưng không nhiều so với hiện tại và có thể ở mức trên dưới 50.000 đồng một ký. Còn những ngày qua, giá gà công nghiệp liên tục tăng mạnh, đang ở mức trên 40.000 đồng một ký. Tính ra, giá gà công nghiệp đã tăng tới hơn 30% so với trước đó. Đây là điều khá bất thường, bởi loại gà này chủ yếu tiêu thụ đi các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, mà vào dịp Tết, các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp lại đóng cửa vài ngày do công nhân, học sinh nghỉ Tết. Vì thế, loại gà này thường không tăng giá mạnh trong các dịp Tết. Việc giá gà công nghiệp tăng cũng có nguyên nhân của nó. Theo chia sẻ, trong thời gian qua, các công ty đã đẩy mạnh xuất khẩu gà giống công nghiệp sang Campuchia vì giá tốt. Không chỉ xuất khẩu gà giống mà nhiều công ty còn đẩy mạnh xuất khẩu cả gà công nghiệp thương phẩm, góp phần làm nguồn cung thịt gà công nghiệp trong nước bị giảm nhiều so với trước đó. Có rất nhiều nông dân hiện nay năng động, nhạy bén, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, như xem thị trường cần nguồn cung sản phẩm nào để đáp ứng. Nhiều hộ nông dân ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động đầu tư chăn nuôi các loại gia súc gia cầm phục vụ thị trường ngày Tết, đem lại nguồn thu nhập cao. Quý vị xem qua cho chúng tôi ý kiến là có phải những sản phẩm đó rất là thân thiết với nhiều người và chúng ta thì có thấy dễ dàng thực hiện được mô hình này hay không? Mời quý vị cùng theo dõi. Năm nào cũng vậy, vào khoảng tháng 8 âm lịch, chị Phụng lại chủ động thả nuôi một lứa heo thịt để bán vào dịp cuối năm. Sau gần 4 tháng chăm sóc, hơn 20 con heo siêu nạc đã đạt trọng lượng từ 80-90 kg một con và được thương lái đặt cọc mua với giá 45.000 đồng một ký, cao hơn thời điểm này năm ngoái 15.000 đồng một ký, giúp gia đình chị Phụng có thêm khoản tiền để mua sắm Tết. Còn anh Phạm Văn Tuân ở thôn Hòa Vinh, xã Hành Phước là người chuyên nuôi các loại gà đặc sản. Dịp Tết năm nay, anh chuẩn bị đưa ra thị trường gần 300 con gà đông tảo, gà hơ mông và gà chọi, trọng lượng từ 1,5 kg đến 4,5 kg một con. Trong đó, gà đông tảo hiện có giá từ 200-300.000 đồng một ký. Hai loại gà còn lại có giá 100-110.000 đồng một ký. Sau khi trừ các khoản chi phí, lứa gà Tết sẽ đem lại cho anh Tuân gần 30 triệu đồng. Hiện tại trên địa bàn huyện Nghĩa Hành có hàng trăm hộ nông dân đầu tư chăn nuôi heo và các loại gia cầm như gà, vịt để bán vào dịp Tết. Tuy nhiên, theo điều kiện thực tế, hộ nuôi ít từ 10-20 con, hộ nuôi nhiều từ 100-500 con, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Và quan trọng hơn hết là tăng nguồn thu cho gia đình. Làm nông phải năng động, nhạy bén như thế, bởi xác định được nhu cầu của người tiêu dùng thì sản phẩm làm ra mới mong đón nhận. Ngoài ra thì việc chăn nuôi trồng trọt cũng nên thực hiện tốt quy chuẩn an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y mới mong nâng cao chất lượng giá trị. Làm nông nghiệp không phải cái gì cũng theo tiền lệ,
mà người nông dân hiện nay cần năng động tìm hiểu thị trường. Có như thế thì mới không rơi vào bế tắc. Điển hình là tình cảnh người trồng dừa ở tỉnh Bến Tre hiện nay. Vào những dịp cuối năm thì người dân trồng dừa khô nguyên liệu tại Bến Tre vui mừng chuẩn bị đón Tết. Lại là vụ thu hoạch cuối năm để chờ đón Tết. Nhưng năm nay nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt của người dân nơi đây. Vì sao lại xảy ra tình trạng này trong khi nhu cầu của người sản xuất lại rất cần những nguyên liệu từ dừa? Bình thường nếu giá dừa xuống thấp, người dân hy vọng đến dịp Tết Nguyên Đán sẽ tăng. Vì cận Tết, nhu cầu nguồn nguyên liệu dừa để làm bánh mứt tăng cao. Nhưng 5 ngày trước, giá dừa thu mua tại vườn chỉ có 26.000 đồng một chục, thấp hơn 10.000 đồng một chục so với giá thu mua cách đây một tháng. Với hơn 1.500 trái dừa bán, chỉ thu được hơn 3 triệu đồng. Theo tìm hiểu, giá dừa xuống thấp do trước đó nhà sản xuất bánh kẹo Tết mua dừa dự trữ. Bên cạnh đó, nguồn dừa trong nước không xuất được ra nước ngoài khiến giá dừa xuống thấp như hiện nay. Đó là cái giá của những người trồng dừa riêng lẻ đang phải đối mặt. Vì giá dừa xuống thấp, nhưng các hộ trồng dừa có liên kết bao tiêu sản phẩm với những công ty. Công ty vẫn thu mua với giá sàn là 50.000 đồng một chục. Bên cạnh đó, nếu nông dân trồng dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ, thì giá dừa giữ ở mức từ 60 đến 70.000 đồng một chục. Khi đó, người nông dân vẫn có lời. Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre cũng đang kêu gọi người dân thay đổi vườn dừa già cỗi cho năng suất kém hiệu quả, thay đổi giống dừa có chất lượng, trồng dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ để cho ra sản phẩm chất lượng cao cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Qua đây càng nhấn mạnh hình thức liên kết sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã để ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty sẽ giúp ổn định đầu ra cho người nông dân. Không chỉ bao tiêu sản phẩm mà cần phải tiến thêm một bước nữa trong việc liên kết chuỗi giá trị nông sản thì những người làm nông mới thực sự chắc và bền. Như là ở Lâm Đồng, mặc dù việc này đã được tỉnh quan tâm đầu tư từ lâu, nhưng năm mới này, việc liên kết càng được ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa để từng bước tiến tới hội nhập quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 125 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ. Có hợp đồng liên kết lâu dài với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ và 13.148 hộ nông dân. So với năm 2017, đã tăng 5 chuỗi, 5 hợp tác xã và 578 hộ liên kết. Phần lớn nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi, đặc biệt đối với các sản phẩm rau củ quả tươi tiêu thụ tại những thị trường cao cấp, có tăng giá trị sản phẩm cao hơn từ 20 đến 25%. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết, năm 2018, các điều kiện về thời tiết cơ bản thuận lợi cho công tác gieo trồng xuống giống và chăm sóc cây trồng, nhất là chuyển đổi các loại cây trồng dài ngày với tổng diện tích cây dài ngày của địa phương đạt hơn 256.300 ha, đạt hơn 104% so với kế hoạch năm và tăng 2% so với năm 2017. Ngoài điều kiện thời tiết thuận lợi thì nhờ sản phẩm của các cây dài ngày như cây ăn quả, mắc ca, dâu tằm, vân vân trồng những năm gần đây có giá trị kinh tế cao nên nông dân đã tập trung đầu tư, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đã khiến cho diện tích sản lượng cây dài ngày của Lâm Đồng tăng lên. Thưa quý vị và bà con, thị trường tiêu thụ lúa đông xuân sớm đang vô cùng ảm đạm, khiến nhiều nông dân thấp thỏm khi lúa ngày một gần hơn với ngày thu hoạch, mà trên khắp các cánh đồng thì vắng bóng thương lái thu mua. Với nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho cây lúa, nhiều nông dân đã tìm đến việc rao bán lúa theo cách làm hiện đại vô cùng. Mời bà con hãy cùng theo dõi cách buôn bán thời hội nhập của bà con ở vùng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp mà phóng viên có dịp ghi nhận được. 20 hectare lúa của gia đình anh Lý Văn Mẫn, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, dự tính chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày thu hoạch. Hàng năm, toàn bộ diện tích tại đây đều chỉ có một đầu ra duy nhất là thương lái. Tuy nhiên, vụ đông xuân sớm này, cũng như tình hình chung trên toàn tỉnh, thương lái không còn hoạt động tích cực như các mùa trước. Nóng ruột, anh Mẫn dò hỏi người quen để tìm đầu ra cho cây lúa, thì được bạn bè giới thiệu tìm đến trang Diễn đàn Lúa Gạo Việt Nam trên Facebook. Sau vài bước đơn giản đăng ký làm thành viên diễn đàn, anh đã có thể đăng bài rao bán diện tích lúa mình đang có với toàn bộ thành viên khác. Tất cả chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối mạng. Khác với anh Lý Văn Mẫn, anh Lâm Văn Bạch tại xã An Phước, huyện Tân Hồng,
xây dựng một kế hoạch thu gom nông dân trong khu vực lại thành từng cụm với diện tích mỗi cụm khoảng 40-50 hectare, sản xuất cùng một loại giống để giảm bớt áp lực tìm kiếm đầu ra cho nông dân. Tuy nhiên cũng chịu ảnh hưởng chung của thị trường thu mua ảm đạm, anh tìm đến với diễn đàn lúa gạo Việt Nam, rao bán 40 hectare lúa ST24 mà mình đang có. Dùng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm của mình sản xuất ra thì cái đó là rất nhanh và thông tin nó đi đến cái đầu mối thương lái trực tiếp, nó dễ dàng hơn và thuận tiện hơn trong quá trình mua bán sản phẩm nông nghiệp. Ngoài việc có thể nhanh chóng tìm được đầu ra cho lúa gạo, các diễn đàn nông nghiệp cũng là nơi cung cấp vô số thông tin về cách chăm sóc, canh tác lúa hiệu quả, giá cả, diễn biến thị trường cho nông dân. Đây thực sự là một kênh thông tin bổ ích nếu nông dân biết cách tận dụng triệt để. Dần việc mua bán online đang dần trở nên phổ biến và việc mua bán lúa gạo qua mạng cũng không nằm ngoài quy luật. Chỉ một chiếc điện thoại có kết nối mạng là thị trường đã rộng mở hơn rất là nhiều với mọi nông dân. Một việc không hề khó, đúng không thưa bà con? Thưa quý vị, ở một khía cạnh khác, nếu việc trồng lúa khó khăn là vậy, tại sao chúng ta lại không mạnh dạn tìm hiểu để thay thế cây trồng khác? Và điều này rất cần địa phương hỗ trợ. Ở huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng vào năm 2017, thì hai nông hộ ở thị trấn Di Linh đã tham gia trồng thí điểm 1,5 hectare bắp từ diện tích trồng lúa một vụ kém hiệu quả. Đáng mừng là ở đây toàn bộ chi phí của việc chuyển đổi này đều là do nhà nước hỗ trợ. Trung tâm Nông nghiệp huyện là đơn vị trực tiếp hướng dẫn nông dân thực hiện việc chuyển đổi từ quy trình làm đất, gieo giống cho đến chăm sóc, thu hoạch. Đến nay, trở về với các hộ nông dân này đã thấy được một sự đổi khác. Qua khảo sát thực tế, trồng 1 hectare lúa, một năm người nông dân thu được khoảng 5 tấn lúa, với giá lúa từ 6.000 đến 6.500 đồng một ký. 1 hectare lúa cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng một năm. Trong khi đó, nếu trồng bắp thì 3 tháng người nông dân thu hoạch một lần, mỗi lần 45 tấn 1 hectare, với giá bán bắp nguyên liệu 1.000 đồng một ký. 1 hectare bắp cho thu nhập 45 triệu đồng một lần trồng. Từ hiệu quả kinh tế mà mô hình này mang lại của hai hộ thí điểm trước đó, đến nay người dân trên địa bàn huyện Di Linh đã chuyển đổi 35 hectare lúa kém hiệu quả sang trồng bắp, phục vụ việc chăn nuôi trâu bò. Thưa quý vị, nơi đến Lâm Đồng, không chỉ người dân địa phương tự hào về vùng đất du lịch và cách làm nông nghiệp hiện đại, mà cả người dân Việt Nam cũng cảm thấy tự hào về điều đó. Một địa phương làm nên tên tuổi của nước ta với bạn bè quốc tế. Dân và Quỳnh Như biết không, hai thế mạnh là cảnh quan, khí hậu và du lịch giờ đây đã được địa phương kết hợp lại, tạo nên một loại hình du lịch mới mà ai ghé thăm cũng phải trầm trồ. Sau đây xin mời quý khán giả và bà con đến với Fresh Đà Lạt, điểm dừng chân ở cung đường du lịch Canh Nông. Khu vực phường 5, thành phố Đà Lạt hiện đã trở thành tuyến du lịch Canh Nông hấp dẫn của du lịch Lâm Đồng. Nằm ở địa chỉ số 90 Vạn Thành, khu du lịch Fresh Đà Lạt cũng là một điểm nhấn ấn tượng. Đây là khu phức hợp gồm tham quan du lịch vườn rau, dâu tây miễn phí, thưởng thức cà phê và mua sắm các sản phẩm đặc sản. Lâm Đồng từ lâu đã nổi tiếng với một nền nông nghiệp phát triển. Những sản phẩm rau, dâu tây tại khu du lịch sẽ khiến du khách cực kỳ thích thú. Toàn bộ vườn rau xanh tại Fresh Đà Lạt được trồng hoàn toàn trong nhà kính công nghệ cao với kỹ thuật tốt nhất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc biệt giúp du khách lưu lại những giây phút khi tham quan tại thành phố xinh đẹp này. Những tiểu cảnh với những sản phẩm nông nghiệp của Đà Lạt được bài trí đẹp mắt với nhiều không gian khác nhau. Bên cạnh khu nông nghiệp công nghệ cao, Fresh Đà Lạt còn có không gian Fresh Cà Phê rộng mở với các món ăn thức uống hấp dẫn. Sau những giây phút trải nghiệm, du khách cũng có thể dành thời gian thư giãn tại đây. Hôm nay có về đây tham quan ở vườn dâu Đà Lạt đây thì cảm nhận mình rất là hay. Không khí thì thoáng mát, cà phê thì rất là ngon, mà không khí mọi người ở đây rất là thân mật. Những sản phẩm đặc sản của nông nghiệp Lâm Đồng đã tạo sức hút cho tất cả du khách khi đến Lâm Đồng. Và địa chỉ 90 Vạn Thành vẫn luôn là địa điểm du lịch Canh Nông được nhiều người tìm đến. Lạc trôi giữa những vườn rau vườn hoa đẹp như tranh vẽ, trải nghiệm cảm giác làm nông dân thời công nghệ cao, thưởng thức và mua sắm đặc sản nông nghiệp đang là xu hướng du lịch mới ở tỉnh Lâm Đồng, vùng trồng rau hoa nổi tiếng nhất của Việt Nam. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và bà con đã đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.